những tính năng đặc biệt của máy ảnh Pentax Optio M30. Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn những tính năng của chiếc máy ảnh Pentax Optio M30 nhé. Trên tay mình đây là chiếc máy ảnh Pentax Optio M30. Máy ảnh được thiết kế rất là xinh, rất là gọn. Máy này có độ phân giải của nó là 7.1 megapixel. Máy này có chức năng chụp ảnh và quay phim. Máy sử dụng thẻ nhớ SD rất là tiện dụng. Cơ bản đây là một chiếc máy có rất nhiều chức năng. Đầu tiên các bạn bấm vào chữ mode này thì nó có khoảng là 15 chế độ chụp ảnh. Đầu tiên đây là chức năng chụp ảnh auto, chức năng chụp ảnh raw RAM. Đối với chức năng raw RAM thì nó sẽ mạnh mẽ hơn chức năng auto, chức năng chụp ảnh phong cảnh vào ban đêm, chức năng quay phim, ghi âm, chụp ảnh phong cảnh, chụp ảnh bông hoa hoặc là chụp những cái vật thể nhỏ, chụp ảnh chân dung, chụp ảnh nơi có bãi biển hoặc là tuyết, chụp ảnh vật thể di chuyển hoặc là thể thao. Chế độ digital HDR, chụp trẻ con, chụp động vật, chụp thức ăn và chụp ảnh kèm theo khung hình. Khi các bạn chuyển qua chế độ chữ B, các bạn bấm vào chữ menu, bên trong có rất là nhiều chế độ chức năng để cho các bạn kiểm soát được máy ảnh, ví dụ như là chỉnh về độ phân giải hình ảnh, chỉnh về chất lượng hình ảnh, chỉnh white balance gọi là cân bằng trắng trong nhiếp ảnh, chỉnh về chế độ lấy nét, chỉnh về ISO, chỉnh về bù trừ sáng. Các chế độ chỉnh khi mà mình quay phim gồm có là chỉnh chất lượng khi quay phim, chỉnh về frame hình trên giây và chỉnh về màu sắc khi quay phim gồm có là màu theo tiêu chuẩn, màu trắng đen và màu sepia. Khi mà các bạn quay phim thì máy này có chế độ chống rung khi quay phim luôn nha. Zoom digital tức là zoom kỹ thuật số, xem lại hình ảnh sau khi chụp. Đặc biệt đối với máy này thì mình thấy có 3 cái chế độ khá là hay, đó là tăng cường về màu sắc, tăng cường về độ nét và tăng cường về độ tương phản. Các bạn hoàn toàn có thể chỉnh tăng hoặc giảm về độ nét, màu sắc và tương phản. Khi các bạn chuyển qua bên thẻ setting thì các bạn có thể là format thẻ nhớ, chỉnh âm thanh, chỉnh ngày và giờ, chỉnh ngôn ngữ. Đặc biệt máy này có ngôn ngữ tiếng Anh thì các bạn rất là dễ sử dụng. Kết nối với máy tính, tăng giảm độ sáng màn hình, chế độ tiết kiệm năng lượng, vân vân, và chức năng reset lại máy ảnh. Máy có tích hợp đèn LED và mình có thể kiểm soát được đèn LED với nhiều chức năng chỉnh về đèn LED, ví dụ như là auto flash, tắt đèn LED, luôn luôn mở đèn LED có chế độ chống mắt đỏ. Đối với chế độ lấy nét thì máy cũng có 6 chức năng lấy nét. Ví dụ như lấy nét AF, lấy nét để chụp cận cảnh, chụp siêu cận cảnh, chụp thiên về phong cảnh, chụp ban focus và chụp MF. Ngoài ra máy có chế độ chụp hẹn giờ theo thời gian là 2 giây hoặc là 10 giây và chế độ chụp ảnh liên tục. Cơ bản đây là một chiếc máy ảnh nhỏ gọn rất là xinh, thiết kế đẹp và rất nhiều chức năng chụp ảnh. Đối với các bạn mới tập chơi máy ảnh thì có thể tìm những chiếc máy ảnh đơn giản như thế này với giá tiền phù hợp dùng để chụp ảnh và lưu giữ những kỷ niệm. Khi các bạn có mua máy trên kênh của Lý Bill sẽ luôn đi kèm tất cả các phụ kiện gồm có là máy, pin, sạc pin, thẻ nhớ, đầu đọc thẻ nhớ, dây đeo, kèm theo đó là clip hướng dẫn sử dụng. Ok, mình là máy ảnh Lý Bill, hãy follow kênh mình để biết thêm nhiều thông tin về máy ảnh nhé.